chào mừng tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn hình ảnh đoàn xe về dự đại lễ 18 tháng 5 sẽ diễu hành đi ngang đây là hướng từ An Hòa Tự, thị trấn Phú Mỹ về thị xã Tân Châu. Mời các bạn cùng đón xem. Mời các bạn cùng xem qua những hình ảnh rất vui của bà con ở đây và đồng đạo khắp nơi đổ về. Hiện tại thì xung quanh đây rất nhiều bà con đang đứng chờ và các bạn trẻ thì quay phim chụp hình đoàn xe qua đi nha. Đoàn xe qua ban ngày thì không có điện nhưng mà hình ảnh rất lộng lẫy các bạn ơi. Rất nhiều xe Honda của đồng đạo và bà con gần xa đi theo cổ vũ đoàn xe qua. Thì chị gái chị đang đứng sát đường cho quay phim luôn. Đây là xe qua của xã Phú An. Ồ, đầm phun nước quá dữ các bạn ơi, quá dữ rồi. Đây, rất đông bạn trẻ đang đứng quay phim này các bạn. Tiếp tục thêm một chiếc xe qua nữa. Cái bên là chiếc xe qua xã Phú Hiệp. Rất nhiều xe qua, có thể bữa trước ban đêm mình quay video gửi đến các bạn xem sẽ không được rõ nét như lúc này. Lúc này là 12 giờ trưa đó các bạn, rất ngắn. Nhưng mà bù lại được cái là hình ảnh xe qua rất đẹp để các bạn thỏa sức chiêm ngưỡng. Đây thêm chiếc xe qua nữa các bạn ơi. Đây thờ bức hình của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Đây là hình ảnh con rồng này các bạn. Con rồng rất to luôn. Chiếc xe chạy cái bên là chiếc xe hộ tống đoàn xe của ban trị sự các xã các bạn ơi. Đây là hình ảnh Tề Thiên Đại Thánh các bạn ơi. Tề Thiên Đại Thánh cùng Tâm Tạng đang cởi con rùa. Chào khán giả. Con voi. Con đây nữa là các bạn ơi, quá nhiều xe. Quá vui các bạn ơi, anh em cổ vũ rất đông. Đây là xe qua của ban trị sự xã Châu Phong, có nhân vật làm quan thế Bồ Tát rất đẹp. Đây là xe qua của ban trị sự xã Hòa Lạc. Đây là xe qua của anh trị sự xã Phú Thọ. Tại Thiên đang quá múa các bạn ơi, quá vui. Rất đông xe của du khách và đồng đạo đi theo đoàn xe qua theo cổ vũ. Rất đông, rất đông phía sau xe các bạn ơi. Video chia sẻ đoàn xe qua về dự đại lễ 18 tháng 5 ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Hòa Hảo lần thứ 83
đến đây xin kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hãy đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.